Chào các bạn, Nokia Lumia 520 là cái điện thoại Windows Phone bán chạy nhất trong lịch sử. Và mặc dù nó đã ra mắt được 1 năm, nhưng mà mãi đến bây giờ thì Nokia họ mới đưa ra cái bản nâng cấp là Lumia 530. Nokia Lumia 530 dự kiến sẽ được bán vào tuần sau với giá chưa xác định, có thể là vào khoảng dưới 2,5 triệu đồng. Thì cái Lumia 530 nó không có nhiều cải tiến so với 520 như là chúng ta vẫn tưởng. Chúng ta có thể thấy cái sự cải tiến lớn nhất là về CPU, còn các cái thông số khác gần như không có nhiều thay đổi, kể cả pin hay là cái phần cứng của máy. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về sản phẩm 530 này để các bạn có được cái nhìn rõ nét nhất. Nokia Lumia 530 vẫn có cái màn hình 4 inch mặt trước, nhưng mà lần này các bạn lưu ý là nó không còn độ phân giải 480x800 mà nó là 480x854. Cái lý do dẫn đến cái việc mà xuất hiện thêm 54 điểm ảnh chính là vì máy bây giờ không còn cái phím ở phía dưới, mà Nokia họ đã chuyển cái phím cảm ứng vào một phần màn hình, giống như là những máy Android hay là giống như một số máy giá rẻ của Microsoft. Ở trên này thì bạn sẽ có một cái loa thoại và chúng ta không có camera phụ để tự sướng. Thế này thì hoàn toàn không có gì cả, toàn bộ là trống trơn. Và như vậy thì cái phần màn hình phía trên nó sẽ lớn hơn là cái viền màn hình phía dưới, chứ nó không có cân bằng như 520 ngày trước nữa. Ở cạnh hông bên trái bạn sẽ là một cái mặt phẳng, ở trên đỉnh có jack tai nghe 3.5mm, hai phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn nằm ở cạnh phải, và dưới đáy là cổng micro USB. Đây là cái mặt sau với camera 5 chấm. Thì mỗi lần mà bóc tem điện thoại chúng ta phải bóc mấy cái này ra, nhưng mà gọi là tem, ở đây có tem FPT, tạm biệt FPT luôn. Chết rồi, chúng ta phải bóc lại thêm mấy nữa, tí nữa mình sẽ tháo nó ra, hơi nhầm nhỏ một xíu. Ở dưới này thì chúng ta có cái loa thoại và logo Nokia đây. Ngay từ cái màn hình này thì các bạn có thể thấy là cái màn hình của chất lượng màn hình hiển thị của Lumia 530 không thật sự tốt bằng 520, đó là điều chúng ta phải thừa nhận. Bởi vì ở trên cái máy này thì Nokia họ không còn sử dụng cái công nghệ, cái tấm nền IPS nữa, mà chuyển về TFT LCD bình thường để tiết kiệm chi phí. Các bạn có thể thấy là khi mà mới ra mắt thì 520 có giá khoảng gần 4 triệu ở Việt Nam, nhưng mà 530 khi mà về Việt Nam thì nó có giá chỉ khoảng gần 2,5 triệu đồng thôi. Tức là cái máy Windows Phone rẻ nhất mà Microsoft và Nokia từng cho ra mắt. Chính vì vậy mà chúng ta cũng không có thể yêu cầu quá cao về cái chất lượng hiển thị được. Khi mà sờ trên màn hình này thì cũng như những cái điện thoại giá rẻ khác, bạn sẽ thấy nó hơi rít rít chứ nó không có mượt như là những cái dòng sản phẩm cao cấp. Ở cái màn hình này thì các bạn thấy là cái màu nó nhạt hơn đáng kể so với lại cái 520, và cái góc nhìn nó cũng kém đi rất là nhiều, chỉ cần bạn hơi lệch nhẹ một xíu thì cái góc nhìn đã bị thay đổi rồi. Có một điểm nâng cấp ở 530 so với 520 là nó sử dụng cái chip xử lý 4 nhân Snapdragon 200 1.2GHz thay vì cái chip S4 2 nhân như là trước kia. Chính vì vậy mà cái máy nó sẽ nhanh hơn. Cả hai thì cùng vẫn còn sử dụng cái 512MB RAM. Khi mà các bạn đi sâu vô thì chúng ta sẽ thấy một cái điểm yếu so với cả cái 520 tiếp tục xuất hiện ở đây. Đó là việc cái máy 530 nó không còn khả năng lấy tự động nữa. Tức là bạn sẽ bấm vào nó chụp, nó không còn khóa tiêu cự được như trước kia. Đây là điểm mình không thích. Và đặc biệt là khi mà các bạn chuyển qua phần video thì các bạn sẽ thấy cái độ phân giải cao nhất mà cái máy này ghi được sẽ là 480 chứ không phải là 720. 520 thì có quay được 720, còn cái máy này không quay được 720. Đó là cái màn hình và cái camera là hai cái điểm yếu của 530 so với lại 520. Cả hai thì vẫn dùng cái viên pin chia sẻ như nhau, nhưng mà thông tin từ Nokia cho biết thì thời gian chờ trên 530 sẽ cao hơn. Có thể một phần là nhờ vào việc tối ưu CPU cũng như là cái hệ điều hành nó mới hơn. Ở trên này là ứng dụng cho thị trường Việt Nam nên Nokia họ có cài sẵn cái ứng dụng Lumia VIP rồi. Đó. Không có quá nhiều những cái ứng dụng dành riêng cho Việt Nam trên cái máy này, kể cả Zalo hay là WhatsApp. Rồi, xin cảm ơn các bạn.